Đấy, để tôi... Tôi anh tên gì? Tôi Phạm Đình Nhân. Chào tôi chưa? Chào anh. Chào chưa? Anh em chào từ lúc nãy rồi anh nhá. Anh làm việc với tôi anh phải chào tôi. Anh em chào từ lúc nãy rồi anh nhá. Tôi bây giờ chưa tôi, ai là chào. Tổ trưởng tôi ra, tôi thấy vụ việc tôi ra. Giơ tay lên chào dân, trông dân rồi chào. Anh ơi, người ta làm việc với anh từ nãy. Các đồng chí của tôi chào với anh chưa từ lúc ai chào. Rồi. Anh là người làm việc bây các giờ với tôi là anh phải chào. Chào anh từ lúc nãy. Chào anh. Nhá. Nhá. Điều lệnh người công an công dân là như nào? Làm gì điều lệnh người công an nhân dân là như nào anh? Anh làm việc với tôi anh phải chào tôi, anh phải tôn trọng tôi. Vâng, chào anh. Chào anh, giơ tay lên. Các đồng chí của tôi chào anh rồi. Anh chưa làm việc được, tôi ra tôi làm việc với anh. Rồi, chào anh người anh. Các bạn ấy dừng xe, các bạn ấy kiểm tra xe anh và các bạn ấy chào anh rồi. Anh làm đúng luật chưa? Anh chưa làm đúng luật thì anh đừng làm việc với tôi. Tôi thế nào là chưa làm đúng luật anh? Anh chưa chào tôi, anh chưa làm việc với tôi. Các đồng chí, mấy đồng chí kia là đồng chí chào tôi làm việc mấy đồng chí đấy. Nhưng bây giờ anh làm việc với tôi, anh phải chào tôi. Ai ra làm việc nhá, người dân chứng kiến nhá, không chào mới đòi làm việc. Bắt lạt tôi á, bắt lạt dân á. Tôi chưa bắt lạt ai cả, cái gì cả. Anh thì chào đi. Anh ảnh hưởng rất là nhiều cái đấy anh ạ. Thì chào đi. Anh ơi, đồng chí đã mời anh ra từ nãy. Hả? Tôi là tôi mời anh ra. Thôi bây giờ tôi ra đây thì anh phải giơ tay chào tôi. Các bạn ấy đã chào rồi. Mời anh ra xe rồi, chào anh ơi. Chào đi. Không chào thì đừng mà làm việc. Kể cả anh là bố tướng đại tá đây thì anh cũng phải chào tôi. Tôi là một cán bộ nhưng bình thường đây. Tôi cán bộ đã chào chưa? Đã giơ tay chào chưa? Bạn ấy đã chào anh rồi. Sao có cái chào mà khó khăn đấy? Mà chỉ làm việc sao được? Bạn ấy đã chào anh rồi. Anh ấy vừa chào anh rồi đấy. Các bạn ấy là anh ấy chào tôi thì tôi làm việc với bạn kia. Còn bây giờ anh phải là chào chào tôi. Mình đừng bắt lỗi cái vớ vẩn đấy đi. Lại. Vừa ra anh ấy chào anh rồi. Tôi làm đúng luật. Tôi nghe tiếng rồi. Tôi làm đúng luật. Anh đúng luật rồi. Nào. Ai vừa chào ra làm việc với bạn ấy? Ba ra làm việc với ba. Ba sang làm việc với anh. Nào bây giờ anh là Phạm Đình Nhân. À, số hiệu anh đừng bỏ tay tôi bẹt bỏ hẳn ra số chỗ hiệu 3031571. Nhất trí thôi. Chào lỗi và chưa báo lỗi. Chào anh rồi. Không chào thì đừng có làm việc. Bạn kia bạn đã chào anh rồi. Còn tôi xuống đây tôi mời anh xuống xe để thôi lằng nhằng lắm mất thời gian lắm. Bây giờ các anh thích mất thời gian thì các anh cứ ở đây thôi, tôi có nhiều thời gian lắm. Tôi không sai. Tôi không sai. Như thế nào? Tôi đang tức nhá, tôi không run. À tức là tức mà lại run. Tức rồi phải run. Nhá. Ừ. Này cái này mà đi xe là gây nguy hiểm cho người khác, chân run. Tôi không phải cho đùa các anh nhá. Là anh ai đùa mà tôi làm. Bỏ cái vô hiệu ra. Mời anh xuất trình giấy tờ đây. Tôi không xuất cho tôi đã chào tôi chưa? Đã làm việc với tôi, ai làm việc tôi đứng ra đây. Đồng chí ra đang làm. Ai có số hiệu đứng ra nhanh lên. Tất cả anh em tôi đều có số hiệu đi làm nhá. Một người tôi làm việc một người thôi, tôi không làm việc cả một đống cứ mà mối người một câu mệt hết người. Một người. Ai thích lên tòa án quận lấy ra đây. Anh cũng chưa hiểu ra đâu với tòa án quận. Cứ làm đơn làm biên bản đi, ai làm biên bản người đấy chịu trách nhiệm. Với tôi. Anh sao tôi xuất trình chưa ai báo lỗi tôi thì đừng có bảo tôi xuất trình giấy tờ. Khi mà đã là vi phạm giao thông luật giao thông thì phải báo lỗi đã. Tôi chưa biết có lỗi gì cả. Trước ấy. Giao thông nhưng mà tôi ở biển này nó không có nên tôi đối được. Có nhiều cái nó không cần. Đấy này các anh chỉ cần nhắc nhở tôi là thôi lần sau anh đừng đối đây thôi là tôi sẽ rút kinh nghiệm chứ còn không bao giờ bắt luật của tôi. Nói cái anh trai này, nhiều cái không cần có biển nhưng vẫn xử phạt bình thường, nó vẫn quy định. Ôi, thì các anh ăn biên bản. Thì vẫn xử phạt được. Thì các anh ăn biên bản khiếu lại. Biên bản thì anh vẫn đưa giấy tờ ra để tôi làm ghi nhớ biên bản chứ. Anh thì ai làm người, ai làm tổ này là người đứng ra đây làm việc với tôi. Anh muốn làm việc với ai nào? Muốn làm việc với một người nào đấy thôi. Hay là chỉ đơn giản một người thôi. Anh trả lời giúp nhanh cái để anh ấy còn làm việc. Tôi không biết, bây giờ ai là tôi nói to ở đây là ai là người chịu trách nhiệm làm việc với tôi. Đứng ra đây trước mặt tôi. Anh đang hỏi là đồng chí nào, đồng chí vừa lúc nãy làm việc với anh hay là đồng chí nào anh muốn bây giờ làm việc với ai? Đồng chí nào được, các anh cử một người đại diện của các anh chịu. Bây giờ anh tôi Phạm Đình Nhân, Nhân. 031571 anh quay tôi mấy lần rồi. 0315. Rồi, nhất trí, mời anh. 571. Rồi. Công an gì? Tôi công an phường anh ạ. Phường gì vậy nói rõ cho. Công an phường Láng Thượng. Đây là phường Láng Thượng anh ạ. Công an phường Láng Thượng đúng không? Nhất trí. Bây giờ anh đi theo tôi để báo lỗi với tôi nhá. Là bây giờ tôi đang đứng ở đây, tôi đang đứng ngay đây. Tôi được đứng. Anh vào biển cấm dừng ở đâu? Tôi chưa vào biển cấm dừng lúc nào. Thì tôi có biển cấm đỗ.
biển cầm đồ đó đã chỉ cho tôi đi. Biển cầm đồ ở đầu ngõ. Mời anh đi theo anh tôi. Anh đứng xuất trình giấy tờ đây rồi anh ra đấy. Không, bây giờ anh báo lỗi xong rồi xuất trình giấy tờ. Tôi báo lỗi xong rồi. Báo lỗi xong nhưng mà chưa có cái biển, tôi chưa nhìn thấy cái biển. Anh đi quay ra kia đi. Anh cứ không, tôi chưa nhìn thấy biển. Anh cứ xuất trình giấy tờ, anh đi ra kia anh xem đi. Không, tôi xong rồi tôi phải xuất trình giấy tờ mà. Tôi vẫn đứng đây. Không, anh phải chỉ cho tôi cái biển đấy. Biển ở đầu ngõ anh ơi. Đầu ngõ luôn. Tôi không công nhận. Biển ở đầu tôi luôn. Không công nhận cái biển đấy. Vì sao anh không? Anh đang cản trở. Anh tôi không có thời gian. Cản trở vừa rồi tắt cái đường video của anh vẫn còn đấy. Tôi là tôi anh rất ơi. Bận. Nếu tôi không có thời gian để làm sao để. Thế thì mời anh xuất trình cái tờ đây tôi để làm đi. Để chịu những cái sai của các anh. Thì anh xuất trình cái tờ đây. Anh sau này anh có đền bù được cái thời gian.